Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là cái clip thứ hai em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình tàu chuẩn cổ. Đây, bình tàu này là bình tàu cao là 35.5. Đây, cái này có hai mặt vẽ khác tích khác nhau ha các anh chị. Đây, bình này là đồ tôi ghi là đồ 18 ha các anh chị chứ là không phải là đồ 19 nữa. Đây, đồ này đồ 18 ha các anh chị. Đây. Tàu da đá anh chị, đồ này là đồ tàu da đá. Đây, mặt hồi nãy là mặt là lục đồng cải châu. Lục đồng cải châu có minh văn luôn hả anh chị, đây có minh văn luôn, đây lục đồng cải châu thổi sáo này, con trâu đây mẻ rất là tơ tóc rất là nét luôn ha các anh chị. Đây các anh chị xem một cái món đồ cổ mà tình trạng lành đẹp là 98-99%, đặc biệt là hai bên cổ là có hổ phù luôn nè các anh chị. Đây mặt hổ phù, mặt hổ phù em sẽ báo chi tiết là mình xong rồi mình sẽ vô tới tình trạng ha các anh chị. Đây còn mặt sau anh chị, đây mặt sau là tích chim hoa, đây mặt sau là chim hoa, đây chim hoa phú quý bạc đầu, cổ là cổ cao anh chị, cổ là cổ cao, cổ thẳng đứng cổ cao ha. Đây tình trạng của cái bình này là rất là tốt luôn, chỉ là trên cái mép nè các anh chị, trên cái mép bị vẫy một tí, đây trên mép bị vẫy đây một tí đây các anh chị xem. Bình cao 35.5, đường kính miệng là 15.5 ha các anh chị. Đây rất là già đồ luôn, 2-300 năm trên. Đây tư duy đồ này đồ minh nha các anh chị, tư duy là đồ minh ha. Đây ở dưới đây chôn này các anh chị, xin kinh chôn cho anh chị xem. Đây cái chôn ở đây, chôn cái chỗ này là cái này là chỉ bị chân chim thôi nha các anh chị chứ không phải là nứt đâu nha các anh chị, bị chân chim. Còn cái lỗ anh chị thấy cái lỗ đó là lỗi men thôi. Đây xem một cái bình rất là đẹp, nặng lắm nha các anh chị, rất là nặng luôn. Đang quay phía sau cho anh chồng cho anh chị xem. Đây. Hàng này hàng vuốt tay nha, hàng vuốt tay. Không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ đâu nha các anh chị. Đây các anh chị cứ xem. Mặt trước của nó đây. Mặt trước một đồng cải châu. Mặt sau. Đây mặt sau là chim hoa. Đây. Đây, mặt sau đây các anh chị xem. Dòm trực diện đây mình cũng không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ ha. Đây đặc biệt là cái hổ phù đắp nổi nha các anh chị, hổ phù này hổ phù đắp nổi nha. Đây rất là đẹp. Đây các anh chị xem là chôn cốt mông đít đồ rất là ok. Đây nó chỉ bị vậy bị lỗi ở đây một tí thôi ha. Cao 35.5. Đây chuẩn cổ anh chị, đồ 18 tàu 18 chuẩn cổ ha. 35.5. Cái này phải trên 40 là tới tiền luôn. Máy này là máy reset thôi. Đây, cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có thích cái bình tàu này thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác.